nhà mới đẹp, nên mình làm cái gì nó cũng phải cẩn trọng. Tại vì mình học được cái phong cách của Mộng Kha. Và xin giới thiệu với mọi người, em là Mộng Nga. Xin hân hoan chào đón với quý vị đến với chương trình Thúy Nga Nhà Có Khách ngày hôm nay. Nhà mới không có chứa khách nào hết quý vị. Nhà mới đến mức độ em còn không nở lòng nào em ở, thì làm sao mà em dám đón tiếp ai về đây. Bởi vì tuyệt đối căn nhà này là em chỉ để nhìn ngắm, chứ không bao giờ đón tiếp ai. Tại vì nó đẹp quá mà quý vị. Ở là nó hao mòn, xấu hết trơn, đâu có được đâu. Ủa không có đón tiếp ai mà tự nhiên ai nhấn chuông vậy ta? Ủa? Nam ca sĩ Khánh Bình. Dạ, chị khỏe không? Trời ơi! Ca sĩ Khánh Bình là nam ca sĩ có biệt tài hát cả giọng nam và giọng nữ. Anh bắt đầu được chú ý đến khi tham gia chương trình Người Bí Ẩn và The X Factor. Không phải là giọng hát được đào tạo từ trường lớp. Thành công của anh ngày hôm nay đều là dựa vào tài năng và sự cố gắng không ngừng. Cuộc sống của một ngôi sao sáng muộn như thế nào? Hãy cùng Nhà Có Khách cùng Thúy Nga tìm hiểu nhé! Tự nhiên sao tự nhiên đâu mà tự nhiên Việt Nam lâu ngày tự nhiên cái hôm nay mới gặp nhau vậy? Em mới vừa bay qua Mỹ nè, mới vừa tới Mỹ luôn. Ủa em bay qua Mỹ hả? Dạ. Mà sao biết chị ở đây mà em tới thăm vậy? Em coi trên mạng thấy nhà cửa phòng ốc rất là đẹp luôn á chị, trang trí đẹp quá. Chị mới mua đó. Em đến đây để xin tá túc vài ngày. Thiệt đó hả? Thiệt đó hả? Dạ, thiệt. Thật sự ra đó, nhà chị kinh doanh thôi chứ chị không có cho ai ở. Bản thân chị cũng không ở được, sao mà em ở được. Ồ vậy hả? Nên em thông cảm cho chị nha. Ồ chị, không lẽ chị cho em ở ngoài đường người giống người vô gia cư sao chị? Thì bây giờ chị... Bây giờ ngoài đường không có ai hết trơn. Không, chị nói em nghe nè, thế bây giờ vậy nè, chị sẽ dắt em ra một khách sạn, chị mướn phòng cho em được không? Chứ chị thật sự chị cũng ngại lắm. Chị xin lỗi em nha, chị không giúp em được trong chuyện này. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, bản thân quanh ngơ như người xa lạ. Thôi vô đi chứ hát câu chị, nó đau tim tôi quá, làm giống như là kiểu giống như là trách móc mà oán hận vậy đó trời. Cảm ơn chị. Thiệt, bởi rất thiệt đó, đời tôi không chết vì đàn ông mà chết vì ca sĩ. Quang Lê cất giọng lên là lấy đồ ăn ra hầu, còn ông Khánh Bình thì ông từ Việt Nam qua. Ủa sao tự nhiên đi qua đây mà rồi không có ai chứa rồi đi qua tìm nhà tôi vậy? Thì em thấy trên mạng chị đăng Facebook nè, với lại nhà cửa phòng ốc rất là đẹp. Em nghĩ là chị chưa có cho ai thuê, hoặc là chưa có cho ai mướn, hoặc là chưa ai ở. Em đến thôi, đây em xin tá túc. Thì thôi em ở nhiều ở, nhưng mà trước khi ở em vô em tâm sự chị đi. Coi tại sao hoàn cảnh sao mà tự nhiên đi qua đây mà không có nơi ăn chốn ở, kỳ quá luôn vậy đó. Cảm ơn chị nhiều. Hôm nay thì trong căn nhà mới hiện tại thì Thúy Nga đang chứa chấp một nhân tố bí ẩn của năm 2014 đúng không em? Ca sĩ Khánh Bình đã tham gia một cái chương trình là Nhân Tố Bí Ẩn và tạo một cái độ hot rất là nóng thời điểm đó. Mà Nga nhớ là trong chương trình là có anh Hoài Linh, có nhiều ban giám khảo, và Khánh Bình là một trong những cái nhân vật nổi trội, rất là được sự chú ý và quan tâm của cộng đồng mạng thời điểm đó. Và bẵng đi một thời gian thì Nga không gặp bạn này. Bây giờ thì gặp lại, lâu ngày không gặp em thì giờ em càng ngày càng trắng trẻo, đẹp trai, hơi béo một tí. Thì cơ duyên nào hôm nay là em đã đặt chân bên Mỹ vậy Khánh Bình? Dạ, thưa chị Thúy Nga và xin chào quý vị khán giả của kênh của Thúy Nga. Em xin trả lời và câu hỏi của chị và nhất là vui. Chà căng vậy, bình thường đi, mình bình thường, mình vô mình ở rồi mình thân thương đi. Em xin trả lời câu hỏi của chị là dạ. Căng lắm nha. Dạ. Mình cứ thư giãn. Okay. Không thì em cứ nói, không chị nói giỡn thôi. Thì em cứ nói tiếp theo chứ chị không có cắt câu đó đâu. Lại em cứ nói đi, Kính thưa quý vị và xin chào chị Thúy Nga, và chào khán giả của kênh chị Thúy Nga. Em đến đây thì một nhân duyên là tại vì em xem ở trên YouTube và những cái hành trình của chị, và chị làm những cái chương trình từ thiện và cũng như là trong và cả nước luôn. Em thấy các anh chị cô chú Việt Nam và nước ngoài khen chị quá trời. Thành ra em muốn mạo hiểm đến đây để thăm chị. Ủa?
Vậy là qua đây để hỏi thăm tôi hỏi chứ không phải là được là để được tôi hỏi thăm mà. Không, Khánh Bình ơi, hôm nay đến với chương trình em đã đột nhập vô nhà chị rồi thì chị là người chủ nhà, chị phải có quyền hỏi thăm em trước coi cuộc sống hiện tại em ra sao. Em đừng hỏi thăm chị, tại vì YouTube chị mỗi ngày mọi người đều biết rồi. Bây giờ hiện tại cuộc sống của em là đang ở đâu và em như thế nào? Ngày nay em qua Mỹ là đi biểu diễn hay như thế nào hả Khánh Bình? Dạ thì lý do đó là em đến đây tại vì em qua đi mấy lần với lại chị về Việt Nam thì em không được gặp chị, thành ra em qua đây. Nghệ sĩ nào qua đây cũng muốn gặp được gặp chị hết trơn, thành ra là trong đó có em nữa, thành ra là nhân duyên là như vậy đó. Dạ. Còn em đi qua bên Canada em diễn bên đó và sau đó là em mới đi xuống sân bay phi trường Lot và bạn em đón và sau đó là em xin địa chỉ của chị đó và sau đó là em đóng lại đây đi. Dạ. Rồi xong mà đến kịp lúc vậy, chị mém nữa chị đi ăn tiệc luôn đó. Dạ. May quá em đến kịp lúc luôn. Hôm nay chị làm hết hồn, em tưởng là thiệt cơ mà nhận như là nếu mà đi xin chỗ nhờ bị nói vậy là chắc chắn bị vừa hụt hẫng mà vừa buồn nhồi máu cơ tim. Mới nãy tưởng bị đuổi thiệt. Dạ, đúng rồi. Rung hết trơn luôn ạ. Em đừng có rung, đôi lúc tụi chị nghệ sĩ mà muốn làm action cái cho tụi em hết hồn chứ nỡ lòng nào. Bởi một gì? Nam ca sĩ đáng yêu như vậy mà từ Việt Nam qua mà chị lại xua đuổi đi cho được. Chị nào dám xua đuổi ai đâu. Mình nói chuyện nhanh nhanh rồi giờ chị đi em về nha. Bây giờ là trở lại với câu chuyện của em đi. Nãy giờ trở lại 8 lần rồi mà chưa vô cuộc được nè. Thì là hiện tại cuộc sống của em ở Việt Nam là em ở Sài Gòn hay là em ở quê em hay là em làm cái gì? Dạ em hiện tại là một cái ở quận 5 nhà em ở. Còn quán phở của em là ở Bình Chánh ngay chợ Hưng Long. Là kinh doanh phở mấy chục năm rồi, hai mấy năm rồi, từ lúc trước chị em đi nhớ hát. Từ ngày xưa lúc em vừa nổi tiếng là em đã mở tiệm phở đúng dạ, không? Dạ em mở rồi, lúc em lên em mở rồi. Tới ngày hôm nay luôn. Dạ tới ngày hôm nay. Ồ, mấy chục năm bán phở rồi đó. 25, 26 năm rồi. Wow, dạ. Nhưng mà trước khi đến với cái công việc ca hát của em, sự nghiệp ca hát là em đã bán phở chưa? Dạ em bán rồi, em bán phở rồi. À là dạ. Em đã nổi tiếng là bán phở. Dạ bán phở. Phở của em là phở bò hay phở gà? Phở bò gà. Và đặc biệt là hai tô. Tô khô, tô nước giống như hủ tiếu mình vậy đó. Mà còn phở có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình muốn ăn khô là ăn khô hoặc là mình chọn tô nước hay là sao chị chưa hiểu? Dạ không, giống cộng hủ tiếu chị biết không? Ừ. Là một tô khô, tô nước. Nó trong đó nó có bò viên, nó có xương, gân đầy đủ. Thôi đừng tả, nó nói thèm lắm. Tự nhiên cái thèm ngang à, chẳng lẽ giờ bắt ngưng chuyện đi vô nấu đi nấu phở cho tôi ăn nữa. Thời gian mà còn nhiều á, ở đây á, em sẽ nấu phở đãi mọi người ăn ở đây chứ. Đặc biệt về chị gia đình. Em nhớ nha, hứa nha. Yeah. Em nấu ăn em nhớ kêu chị để chị đến chị review nha. Dạ. Thì bây giờ là em vừa song song vừa đi ca hát vừa bán phở. Dạ. Cuộc sống như vậy nó có làm cho mình bị vất vả không? Bị nhiều việc quá đó. Dạ cũng ổn quá chị, tại vì là cái nghề nào ngày ra ngày đó vô em đi hát, trong thời gian rảnh thì em đến đó giao tiếp khách và chào khách. Và bây giờ là quản lý là con gái em với lại chị em với lại 6 nhân viên là coi cái tiệm đó. Cái cơ duyên nào mà em mở tiệm phở trước khi em làm sự nghiệp ca hát ở Khánh Bình? Dạ tại vì ngày xưa em lên Sài Gòn là lúc em xa gia đình đó, lên Sài Gòn thì em học nghề nấu ăn. Ừ. Nấu ăn và sau đó là em làm quán phở làm cho người ta thôi, làm cho người bạn. Và sau đó người ta đi nước ngoài. Xong mình để phở lại cho em. Ồ, dạ, vậy hả? Để lại. Hên vậy. Xong thì... cái em học cái nghề dạ, làm bán nghề, luôn. Làm bò viên, làm phở, mình làm tự nhiên tay mình làm nhà luôn. Có một tô phở ở Việt Nam bây giờ khoảng bao nhiêu tiền ta? Như quán 55, em 55-60, 50. Ồ, cũng rẻ quá ha. Dạ, còn em bán bình dân mà ngay chợ Hưng Long. Mà cái bí quyết nấu phở là mỗi lần vô bếp là em có đầu bếp hay là em là người tự tay nêm nếm? À, ngày xưa thì em nấu thì sau này em truyền lại cho tất cả mọi người, những người giúp em với lại con em hoặc là chị em. Mình không có sợ mất bí kíp với người ngoài hả? Dạ, không, cái này trong gia đình em cũng nhau. chỉ mấy lần, chỉ rất là nhiều. Nhưng mà chưa chắc ai đã giống mình. Họ nấu sao không giống? Không ai giống mình hết. Cái nghề phở này ai mà thích thì em chỉ hết á, nhưng mà chỉ họ nấu không giống nhau. Như bò viên hay là tất cả sa tế em chuyện hết nhưng mà họ nấu không có giống mình. Thời điểm ngày xưa là khi mà người ta đi nước ngoài người ta giao coi như là em được đứng ra quán xuyến cái tiệm đó và không cần phải hùng hạp giai luôn. Dạ không, tại vì ngày xưa cũng hùng hạp đó, cũng không có được vui, người ý này người ý nọ, cũng hai ba người bạn đó. Sau đó là cũng không có vui, thành ra là em làm mình làm tách ra luôn. Cái sự nghiệp bán phở của em bao nhiêu năm thì tự nhiên đùng cái em lại đi đến cái con đường ca hát mà em thi trong chương trình như vậy? 33 tuổi là em đi hát và thi và em đi hát chuyên nghiệp. Chứ ngày xưa thì lúc đó thì vừa bán phở và ban đêm thì em làm MC.
mang phòng trà hát với nhau đó. Thời điểm đó là mình làm MC ở đâu? Ở quê hay là ở thành phố? Ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn dạ, luôn. Tại em lên học nấu ăn á, dạ, vừa học nấu ăn vừa, mà sau đó là vừa phở làm cho người ta đó, làm cho bạn đó. Mà sau đó thì học cái kinh nghiệm, với lại cái nghề phở này là như là ai đam mê mới được, không đam mê là không có theo nghề được. Nhưng mà cái con đường ca hát của em là thật sự em đã có năng khiếu từ bé không, hay là tự nhiên cái đến cái năm đó tự nhiên mình thích đi thi cái chương trình đó rồi mình có giải hay là như thế nào? Nhân viên là ngày xưa là cái anh Phúc, bạn của em, lúc đó em ở quê mà em nghĩ là em về quê em bán phở rồi, em không có ở Sài Gòn nữa. Em nghĩ là em về Gạch Giá em làm phở, nhưng mà sau đó là trong cuộc thi Người Bí Ẩn thì em nói thôi lên thi cái chương trình này nó lạ lắm nè. Rồi em mới nói chương trình gì đó là Bí Ẩn đó, là những người nào bí ẩn sẽ được thi và làm nhân tố trong cái chương trình đó. Em mới nhận lời và sau đó là em lên trong vòng một ngày đó em lên cuộc thi đó là ở Maximat Cộng Hòa đó. Tự nhiên buổi trưa cái em suy nghĩ, em khóa máy, em không có nghe máy ảnh á. Em run quá, em nói không biết thi rồi lên làm sao, rồi hát làm sao. Em mới khóa máy. Ngày xong rồi anh Phúc ông nhắn tin lại nói Bình ơi, chết rồi. Em mà không có đến là anh phải đền cái này đó, tại vì anh đã lên chương trình hết trơn rồi. Em mới thấy gì, mở máy rồi nghe của anh á. Nó kêu là thôi lại đó đi, em mới lại đó. Thế nên lúc thì em không biết tại anh làm cái gì. Tại vì có kinh nghiệm gì đâu đúng không? Dạ, mà trước đó cũng làm MC rồi. Dạ, làm rồi. Cũng làm MC mấy năm ở tất cả các sân khấu hả? Dạ đúng rồi. Thì làm nhiều nhưng mà rung á. Chỉ biết là cái trong cuộc thi á, ai mà kinh nghiệm dữ lắm mà cũng phải rung. Thì trong em may mắn là trong chương trình đó là Người Bí Ẩn. Và sau đó là sáng nhất trong cái tập đó. Dạ, thì ai cũng biết đến em nhiều. Và sau đó anh Hoài Linh thì cũng hướng dẫn em những cái hành trình sau cái cuộc thi đó. Tự nhiên cái mình qua Hồng Đêm cái mình thành một ngôi sao, mình thành một người nổi tiếng. Tự nhiên em thấy đêm nay em làm cái gì mà người ta nhớ tới em luôn vậy? Dạ, hát hai giọng nam nữ, hát giọng của Hương Lan, hát bài chữ tình, hát hai giọng trong cái chương trình đó, đứng năm sáu người. Đố bạn người nào hát được hai giọng nam nữ thì trong đó là ban giám khảo bình chọn người chỉ đúng người chỉ sai. Lên chương trình là các giọng hát lên là em hát hai giọng là em được như là điểm được chọn trong cái tập đó. Vừa mới sống là em đi hát, em Cà Mau á, em đi hát đám cưới thôi. Cái tự nhiên em nghe em mở á, họ nói Khánh Bình mở đó, quá trời người ta xem mà người ta cổ vũ á. Cái qua một đêm đó mà 1,000,000 view luôn, chứ đừng đêm mà 1,000,000 luôn. Trước đây là em đã có cái chất giọng hay nhưng mà mình không có khám phá ra mình. Qua cái chương trình Người Bí Ẩn đó thì em mới phát hiện ra là mình có cái khả năng giọng hát hay như thế nào? 14 tuổi em đã phát hiện rồi. Là 14 tuổi là lúc đó là ở quê, là lúc mà em ru em ru con rồi cho người ta đó. Nói chung là người ta ở quê thì người ta đi làm đó, cái người ta gửi em giữ em rồi em hay hát nghêu ngao giọng á. Cái người ta đã khen rồi đó. Dạ, với karaoke mà 3,000 một tiếng đó, em hay hát lắm. Nói chung là em hay đăng ký, ai mà ra là em đăng ký em ngồi em hát hoài đó. Xin tiền mẹ rồi hát hoài. Hát mà hát kiểu đam mê luôn hả? Dạ. Mà lúc thời điểm đó là em đã biết cách hát hai giọng chưa? Dạ, 12, 13 tuổi là biết rồi đó. Hát giọng nữ thấm thoát vậy đó. Hay ha. Tới bây giờ những cái ngày bây giờ em đi show hát thì khán giả vẫn yêu cầu em hát hai giọng luôn. Dạ, có, cũng nhiều, hát một giọng nữ. Tại vì em hát được hai giọng á, thành ra cô chú cũng thích. Đôi khi em hát chương trình phòng trà thì có những ca sĩ nào, có cô Hương Lan cũng có hát chung với cô Hương Lan rồi. Chị Phi Nhung, chị Như Quỳnh, hát song ca đó. Bây giờ em có thể thể hiện lại một cái giọng nữ ca nào mà em thích? Một bài hát nào của một ca sĩ nữ nào mà em thích được? Bài nào cũng thích chứ, nữ là thích. Tại vì bài hát nào mà em đã hát rồi thì em hát được hết. Thì em cứ hát đi, bây giờ em cứ chọn một bài nào em thích em hát đi. Em hát lại cho chương trình, em nhớ lại. Các mình sẽ hát mà gọn cái khúc Không Bao Giờ Quên Anh, giọng nữ nha quý vị. Dạ. Tôi biết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh. Ngày nào đã quen nhau vì chung hướng đời, mình chót trao nhau nụ cười. Dạ, giọng nữ. Rồi cái làm cái giọng nam nữa đi. Bây giờ bài hát trong cái mình thi Người Bí Ẩn nha, em tặng chị Nga và tất cả quý vị nha. Trong cuộc thi này là bài hát này rất là hot lại luôn, đó là ca khúc Đừng Nói Xa Nhau, một sáng tác của sĩ Châu Kỳ, tặng chị Nga và tất cả quý vị. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ,
lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ, vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường máu lửa, mình đã reo reo nghe chớm đầy mưa nguồn. Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang, có bạc trắng với phong sương vẫn còn đẹp tình thương. Hay quá hả? Mới vừa bay xuống là giọng khang, có bị thông cảm nghe chị Nga, thông cảm nghe, nó không được mượt mà mấy. Tốt mà. Yeah. Thật sự ra một lúc mà làm hai cái loại giọng nam nữ như vậy là khó lắm. Thực ra là em cũng là có cái tài năng. Thực ra con đường ca hát của em nó tự nhiên vậy chứ không cần được đào tạo hay học trường lớp gì đúng không? Dạ không chị, ngày xưa thì những người ta đi học á, người ta phải tốn tiền, phải thầy dạy và trường đào tạo. Nhưng mà em may mắn cái là cái năng khiếu của em á, thiên nhiên trong cái người của em. Thành ra cũng ơn trời và tổ nghiệp và tất cả mọi người thương giả thương. Nhưng mà trong nhà ba mẹ có ai hát hay hay có năng khiếu ca dạ hát không, gì không? Không, không ai theo nghề á. Vậy làm hả? Ruộng làm đồng không hả? Sau một đêm mà em đi thi một cái chương trình mà tự nhiên em nổi tiếng như vậy, cái cuộc sống của mình nó có thay đổi nhiều sau khi mình nổi tiếng không Khánh Bình? Dạ có chị, có chứ. Em tưởng là em là nằm mơ không á, đôi khi là em ngủ á, em giật mình hoài, khi em nhéo em đấy, có nằm mơ hay không? Và có như sau đó là em đi show rất nhiều hả? Dạ, show nhiều, đi Úc đi Nhật. Đi Úc đi Nhật chị, dạ, cũng diễn chung đi với Quỳnh đều đông lắm, dạ. Tính ra cái con đường ca hát mà để nổi tiếng cho đến ngày hôm nay của em là được bao nhiêu năm rồi? 2014 tới bây giờ, xuyên suốt tới bây giờ luôn. Có những năm thì, những năm 2015-16 thì em có một bị sự cố về gia đình, những bạn của em đó. Thành ra cái sự cố đó thì công việc của em nói chung là cũng vẫn đi hát, nhưng mà nó bị sự cố nhẹ đó. Thành ra là khán giả quê lưng cũng một số, nhưng mà là sau một này cái sự cố gì mà nó ồn ào trên dạ, mạng đó đúng không? Nhưng mà sau đó là cũng ổn lại. Em không giải thích, nhưng mà tại vì khán giả nhìn thấy và khán giả biết cách sống của em mà tiếp xúc em với bầu show thì họ cũng thương em. Và trong 2018 trở lên, dạ. Sự cố đó của em là cái câu chuyện đó là hình như là giữa em với cái người vợ đó hay như thế nào, người bạn sau này đối với em đó, dạ, thì cũng là hiểu lầm, cự nhau trên mạng xong bây giờ là vẫn sống bên nhau đó hả? Dạ không, là bạn là bạn thôi, cũng vui vẻ, cũng gặp nhau cũng giờ vui vẻ nhắm mặt một người bạn vậy thôi à, chứ không có không hận thù gì hết. Tại vì những cái phút chút đó thì những cái nóng giận lên ấy thì có những cái lời nói mà hay là những cái cử chỉ hay được không được tốt nhau cho mấy. Trong gia đình thôi, chuyện hát ca mà chuyện gia đình không có được, hai người không hợp nhau trong cái cuộc sống ở chung nhà thì nó sẽ va chạm, mà chắc chắn là biết những cái tánh tình nhau hết gì đó. Thì nó sẽ bắt mãi nhiều thứ. Nên em cũng không có nhắc đến mấy năm nay, nhưng mà em nói là bây giờ là ai có cuộc sống riêng thì mà mong rằng hai người sẽ được hạnh phúc riêng. Dạ, em chỉ nói vậy thôi. Còn mà khán giả lâu nay thì nhìn những năm trước thì có những cô chú cũng giận em lắm, nhưng mà sau này thì hết giận. Họ vẫn thương em và ủng hộ những cái chương trình của em như Lê Sô, Phòng Trà. Ca hát thì em không có màng, em không có sợ gì hết á. Nhưng mà cái chuyện em sợ nhất là xích mích tới gia đình, xích mích tới bạn bè, xích mích tới những người thân của mình. Em sợ họ buồn lắm. Thành ra một lần đó như là cả đời này là không có lần thứ hai nữa. Thành ra bây giờ là em nói em sống độc thân tới giờ là 9 năm nay rồi, em đâu có bạn bè hay là bồ bịch hay là cái gì nữa đâu. 9 năm nay là độc thân hoàn toàn. Dạ, không có. Thiệt, em không phải em nói em hay chứ. Em không có nghĩ tới yêu đương rồi gì nữa. Không, đó. Yêu đương. Không nhu cầu trai gái. Tập trung đến mẹ với tiệm phở với con gái em. Tính ra sự nghiệp ca hát của em như vậy là 11 năm. Em làm được bao nhiêu cái live show cho mình rồi? Dạ 4 rồi. 4 live show luôn? Dạ. Là em có công ty quản lý không hay là em tự dạ, làm không, cho mình? Dạ không, cái này là bên YouTube với lại bên bên bóp, bên mảng truyền thông đó, là như là bên kênh đó chị. Ừ. Chứ không họ có. Làm cho em. Dạ họ làm cho em. Họ hỗ trợ với má Đặng Đông. Dạ má Đặng Đông này kia đó. À hồi đó xưa, là máy dùng Đặng dạ, Đông. Dạ xưa máy dùng Đặng Đông nè. Ồ cái thời đó điểm đó có nghĩa là thời điểm đó em vẫn còn quay DVD đúng không? Dạ đúng rồi, xong rồi bán đi nước ngoài bán rồi. Ồ dạ. là chị nhớ rồi, thời điểm đó là em vẫn còn bán DVD dạ. Chị nhớ. Hai cái live show của em lúc nào cũng có chị Phi Nhung nè,
anh Đàm Vĩnh Hưng, anh Bốn Hoài Linh, Trường Giang, anh đông lắm. Bao nhiêu năm nay em cũng đã trải qua nhiều cái thăng trầm, và bây giờ cái ổn định nhất của em hiện tại đó, trong cuộc sống hiện tại là em thấy là cái kinh doanh của mình ổn định hay là con đường ca hát nó làm cho em ổn định? Dạ, cái nghề phở với lại cái hát thì em thấy cái nào cũng giống nhau, tại vì cái nào cũng là cái đam mê của em hết á, em không bỏ cái nào. Dù em đi hát sau này em có lớn tuổi gì thì em cũng bán phở, cũng là cái nghề của em. Còn trong thời gian rảnh thì em đi hát, có show thì em đi hát. Dạ, không có bỏ. Yêu có nghĩa là mỗi lần mà em đi show đâu về là cái công việc của em là em sẽ về chỗ quán phở để dạ, tập trung buôn bán. Nấu bao nhiêu năm nay rồi, có cảm thấy mỏi mệt chưa? Thích lắm. Nhưng em đi đâu người ta thích em vô, em thích vô bếp, nó kỳ lạ vậy đó. Vậy hả? Em không vô bếp rồi em không phải là em khó ăn, nhưng mà em vô bếp nấu em ăn nó ngon miệng. Vậy thôi em ở nhà chị là đúng rồi đó, em nấu ăn cho chị ăn mỗi ngày. Dạ đúng rồi, nếu mà có thời gian. Chị mê có người nấu ăn cho chị dạ. lắm. Tại nấu ăn ở Mỹ cực lắm em, mình dạ. trộn rộn cả ngày đâu ai nấu ăn cho mình ăn đúng đâu. Rồi. Bởi vì em thấy anh chị bận rộn á. Đúng rồi. Khi mà con đường nghệ thuật á, tự nhiên nó trải thảm đỏ cho em một cách bất ngờ mà em nổi tiếng mà như trong mơ như vậy đó Khánh Bình. Nó có những thuận lợi gì cho em và nó làm cho em những cái cản trở gì trong cuộc sống không? Có chị, nhiều lắm, nhiều trong gai lắm đó. Chị đã biết rồi đó, giống mình là một thử thách gì đó. Một là một là gia đình. Cái chuyện cái người bạn sau của em. Còn thứ hai là giống mình như là giống như mình lúng túng, mình không biết chọn cái gì đó phải không? Dạ đúng rồi, đôi khi muốn bất mãn với lại nhiều người khuyên á. Nhiều người khuyên đó thôi, mình làm từ từ vừa vừa thôi, là mình đừng có giao du nhiều, mình đừng có tiếp xúc nhiều, mình chỉ hát ca thôi, xong mình về thôi. Đôi khi là những người bạn, những người yêu mến mình đó đi xem ca hát với mình, xong rồi mời đến nhà chơi, rồi đi du lịch chơi, cũng bị mang tiếng nữa, nói là ôi anh này cặp với cô này, cặp với bà này. Nhiều khía cạnh lắm, khi cũng muốn rời bước lắm, dạng như là muốn về quê đó. Mà sao bạn bè cũng khuyên, em cũng đi chùa và hoặc là em đi đến nhà những người bạn rồi đó, đi rủ đi chơi và tâm sự. Thì cái đó là dướng vào những câu chuyện mà không có được tốt đẹp trong hình ảnh của khán giả thì ai cũng buồn chứ. Sau này thì hiểu nhau rồi, và cái người bạn của em cũng hiểu nhau, rồi nó vui vẻ lại. Cái công việc ca hát của em nó cũng trở lại bình thường. Người ta là em cũng rất là mong muốn là nếu mà quý vị có xem trong kênh của chị Nga là tất cả mọi người thì hiểu em. Lúc nào em cũng là như vậy, tại vì người sống sao là em y gan vậy đó. Không có muốn buồn gia đình hay là muốn mọi người phải buồn. Và cái mình rất là học hỏi nhiều thứ các cô chú và các anh chị đi trước nữa. Dạ. Một ngày bình thường của em ở tiệm phở, mình có bị áp lực không khi là mình là một người nghệ sĩ cũng được mọi người biết rồi nổi tiếng, mình ra thì mình có được thoải mái một cách như là một Khánh Bình bình thường không, hay là em phải bước ra là phải sửa soạn rồi quần áo sao cho đẹp, hay là như nào để cho khán giả họ nhìn ngó mình hay là nhìn ngắm mình không? Bình thường thì không bình thường, tại vì chưa biết rồi mà nghệ sĩ ca sĩ đó thì mình ra hình ảnh phải bắt mắt cô chú, chứ để mình đi bình thường bằng quần sọt hay là mình mặc áo bình thường thì người ta nghĩ là tiếp, người ta không lịch sự á. Em cũng chỉnh chu lắm mỗi lần. Nên lúc nào ra ngoài có phở cũng chỉnh chu. Dạ phải. Đi nấu phở cũng phải mặc đồ vest luôn đúng không? Không, mặc đồ đẹp giống như vậy nè. Dạ, là phải cho nó chỉnh chu. Dạ. Đôi khi là mình đến đó mình bưng một tô phở ra cho cô chú vui thích lắm, xong rồi chụp hình, xong rồi giao lưu. Ngày tối lại ban đêm thì em có chương trình hát với nhau ở nhà luôn. Ồ, ngay quán hay là nhà? Nhà luôn, nhà. Ồ, nhà quán luôn. Dạ. Là em cũng mở ngay cái một cái quán của em là có karaoke luôn đó. Sân khấu như là hát với nhau vậy đó. Ồ, gì hả? Để giao lưu hát gì đó là cho cô chú hát. Cũng để thỏa mãn niềm đam mê của em phải không? Dạ đúng rồi, để cho bạn bè đâu với em. Ai mà sinh nhật này kia đó em cho mượn luôn, không có lấy tiền vậy đó. Ồ, vậy hả? Phi luôn, cho mọi người đến đó giao lưu cũng. Là coi như là nếu mà ngày nào không đi hát, có nghe tiệm phở em là em biến nơi đó thành cái sân khấu để mình hát cho không, khán giả. Em đi hát thì con em, nhân viên của em mở cho mọi người hát, là không có thu tiền, em dặn là không có thu tiền ai hết. Chỉ có uống nước tính tiền nước thôi, và ăn phở tính tiền phở thôi. Lâu lắm mới được gặp Khánh Bình. Ngày xưa lúc mà Nga gặp Khánh Bình thì Nga thấy là cậu này có nổi tiếng rất là nhanh luôn. Trong vòng tích tắc thì Nga cũng hoang mang với cái chuyện là không biết cái sự tồn tại của Khánh Bình có lâu hay không. Tại vì nó quá nhanh luôn mà mình thấy nó hơi nguy hiểm cho cái sự nghiệp của bạn này. Thì Nga thấy là hình như là cái dòng nhạc của bạn với cái cách của bạn nó cũng có nhiều biến cố xảy ra, nhưng mà thực ra là cái may mắn của Bình là vẫn được mọi người yêu thương, và đến 11 năm nay thì vẫn đi ca hát đều đặn và show chậu rất là đều. Chị biết em là một người nấu ăn rất là ngon,
em đã trổ tài những cái món ăn của em ở tại quê nhà rồi. Thì ngày nay em tới Mỹ, chị sẽ trổ tài order đồ ăn cho em nha. Order em. Chị đặt okay, nhà hàng. Ok, ok, cũng được. Để chị đặt nhà hàng. Có là mừng rồi chị. Để chị đặt nhà hàng, chị mời em ăn nha. Chứ để khách tới nhà, không có gì ăn kỳ lắm. Đây, Thúy Nga đã trổ tài order đồ ăn tới cho Khánh Bình. Hình như em đâu có thích ăn đồ ăn Mỹ đâu đúng không? Dạ cũng có, nhưng mà ít lắm. Đó, đây chị có món cơm chiên Dương Châu và mấy cái cây gỏi cuốn này, ăn cho nó đậm đà hương vị miền quê sông nước. Cảm ơn chị. Không có nước nha. Trời ơi, sao mà order, sao tôi khéo quá, quên order món canh. Đây, mời Khánh Bình nha. Khánh Bình nói là 9 năm nay là Khánh Bình sống độc thân, không tình yêu, không tình báo, không tình đời, tình thù gì hết. Lâu quá rồi có bữa cơm gia đình như vậy không? Hay là đi rày đây mai đó mở quán xá thì cho có mà không bao giờ có mặt ở nhà? Dạ cũng có chứ, gia đình thì lúc nào cũng có. Tại vì em bận rộn cách mấy thì em hát về thì cha con ngồi ăn. Là em ở với con gái hả? Con gái, còn mẹ em ở quê. Ồ mẹ không, sao không đưa mẹ lên ở chung? Không chịu, mẹ không chịu. Ở với chị ba, với Út cái bên vậy đó. Có tiệc thì mẹ lên, dù sinh nhật của em không? Mẹ lên có ngày, ngày sau về. Thôi về dưới cúng kiến nè, lo con cháu này kia đó. Người ta nói người già ở đâu quen đó đó hả? Đúng rồi. Mẹ hiện tại là ở ngay tỉnh nào vậy? Long Xuyên, An Giang. Ở Long Xuyên, An Giang. Long Xuyên, An Giang. Có nghĩa là lâu lâu lắm mình mới được gặp mẹ một lần. Dạ đúng rồi. Em rảnh em hát ở Vĩnh Long, Đồng Tháp thì em hay ghé. Mẹ thường là ở đó là lớn tuổi rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Mà phải có người thân xung quanh chứ hả? Chị ba em ở chung. Tại vì cái nhà trước của mẹ thì Út ở rồi. Bây giờ là cái nhà em xây sau này là mẹ ở thờ cúng. Có nghĩa là sự nghiệp ca hát 11 năm qua là cũng đã xây được cho mẹ cái nhà. Dạ em xây lâu rồi, em xây lúc 2018. Hiện tại trên Sài Gòn là em mua cái nhà quận 5, cái Bình Chánh. Nghe Bình Chánh. Ủa tại sao mà mình ở quận 5 mà phở cái Bình Chánh, nó có xa không? Nó làm cho mình điều kiện bị cản trở không ta? Dạ tại vì cái khu đó thì em thích ở, quận 5 thì nó là đi tới xuống thành phố, đi xuống là chợ phố, là em thích cái đó. Ngay bệnh viện Nguyễn Tri Phương luôn. Nhìn ồ, qua. Ngay bệnh viện Nguyễn Tri Phương hả? Dạ. Ừ. Mời em ăn đi rồi mình trò chuyện nha. Em nói cũng 7 năm rồi. Tôi cũng ngộ ha. Ừ. Múc cho anh Bình cái dĩa cơm, tôi ăn chén. Cho chị ít nấu ăn lắm không? Chị nấu nhiều cho em, năm nấu 2-3 lần. Ngày xưa thích nấu ăn lắm, nhưng mà cái cuộc sống ở đây nè, mình bận rộn lắm. Với lại mình được cái nhiều lúc bạn bè á, với những người mà họ quý mình á, họ cũng nấu ăn họ đem qua. Đem qua, em thấy mà. Và cái tủ lạnh mình nó cũng chật cứng em ơi, ăn không hết luôn. Nãy em đi em chuẩn bị hết trơn, bà chị em chuẩn bị là bún riêu nè, bún mắm nè. Nó chuẩn bị hết trơn rồi. Sài Gòn xưa đó. Dạ, lại chuẩn bị hết trơn rồi. Ngay tự nhiên cái rước em xong, cái chị nói quay lại là nửa tiếng đồng hồ sợ Thúy Nga đợi. Có rồi luôn. Dạ, đi lên. Có khuyên em mình đem về ăn vẫn còn thiệt. Dạ. Được mà. Cái tuổi thơ của Khánh Bình đó là ở với mẹ hả? Dạ, có với ba mẹ. Không? Dạ có ba, nhưng mà ba em đi về lúc em 5 tuổi, 6 tuổi gì đó. Em cũng nhớ là không ở với mẹ đó. Là ba đi đâu tới giờ cũng biết ba đâu luôn. Mà ba đi sau đó là em 11, 12 tuổi ba về. Mình nghĩ là ôi, nhỏ lớn không có cha, mà tự nhiên về thì mình có cha mình cũng vui, mình cũng ấm áp lắm. Vài năm sau thì ba bị tai nạn xe đó, là không còn gặp nữa. Với ba cũng về Cần Thơ, ba ở, cũng ít ở với mẹ. Có là một lúc đó em ba về, cái mình có ba rồi. Mình vui rồi, bạn bè này cũng vui. Năm 99 thì ba bị tai nạn xe, cái mắt cái không có như là em gần không ba, có được gần nhiều, không được gần. Em gần cũng được vài năm thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Cái tuổi thơ của em hồi nhỏ đó có cơ cực không? Hay là giống như là cuộc sống cũng đầy đủ? Cực, quá cực. Tại vì mẹ em băn khoai băn bắp mà. Lúc 14 tuổi là phát hiện ra giọng hát của em đó, em kể đó. Từ cái lúc đó là em đi xa nhà luôn. Xa nhà tới 19 tuổi luôn. Đi làm cho người ta đó. Tới bây giờ là em có kinh nghiệm nấu ăn nấu uống là cũng nhờ những cái cô chú mà em đã làm đã qua rồi. Có nghĩa 14 tuổi là em đã đi ra em lao động rồi đó. Dạ, đúng rồi. Vậy là em bỏ học hả? 14 tuổi là mới đúng học lớp 7 hả? Lớp 8 hay gì đó. Em thấy là chị em học rồi em học rồi em thấy thì thôi để con tiếp phụ mẹ để em đi làm ở Lăng Sen ở đường vô Gạch Giá đó.
kinh B kinh D gì đó. Em làm tới 19 tuổi. Xong em làm chung với người bạn nữa. Người bạn đó đi nước ngoài, xong để lại cho em. Em làm chung với một hai người bạn nữa cũng không thành công. Tại vì không thành công vì cái chuyện mà hòa thuận với nhau, người ý này ý nọ đó. Ở cái thời điểm đó đó là em đã có cái thu nhập nhiều chưa? Bắt đầu khi làm chủ, tự làm chủ cho mình. Dạ có chứ, em gửi tiền về cho mẹ, lo cho mẹ là tương đối là mẹ em báo đáp cho mẹ, rồi anh chị em, rồi em nuôi mấy đứa cháu đại học ra trường hết rồi. Em nuôi luôn? Mấy cháu gái, dạ nuôi ở nhà em á, mừng năm. Em tự lo hết luôn? Dạ em tự lo. Wow. Một năm vậy đó là hai mấy ba chục triệu con đứa. Bây giờ ra trường hết rồi, hai đứa rồi còn đứa nữa. Con gái thường người ta nói là phải đi theo mẹ, mà tại sao con gái của em nó lại theo ba? Tại vì ngày xưa mẹ cháu cũng không có điều kiện nhiều. Em cứ kêu cháu lên, 6-7 tuổi cháu lên. Lên xong rồi cái cho cháu về thăm. Chứ không phải em lên em bắt luôn. Bà xã trước em thì hai người chia tay nhau là vui vẻ lắm, không có hiểu nhau. Tại vì ngày xưa nghèo quá thì một người đi một nơi làm này kia đó. Với còn trẻ quá, 20-21 tuổi rồi lấy chồng lấy vợ thì còn nhỏ quá. Khi đó em quyết định mà gà trống nuôi con như vậy á, nó có gặp khó khăn gì cho em không? Tại vì em nuôi con gái nó cực lắm, phải biết tâm sinh lý của nó, rồi phải hiểu, rồi phải cũng gần gũi á, kiểu phải đóng vai trò làm cha mà vừa đóng vai trò làm mẹ. Dạ không, tại vì bạn bè em đông lắm, bạn bè em nhiều á, với lại em mở cái quán đó thì có những người tiếp phụ em, thì như em đánh nuôi phụ giùm. Dạ đúng rồi, dạ, nhưng mà cháu lúc nào cũng cái gì cũng hỏi em. Thành ra con gái em là nó thương cha, nói chung thương, rất rất là thương. Cha nói gì cũng nghe chứ. Dù là một tháng hay là nửa tháng gì đó về thăm mẹ thì em cũng cho tài xế em chở về, xong rồi một hai ngày lên. Mà cháu có hiếu với mẹ với ngoại lắm. Em cũng vui, nói chung là em không có ích kỷ. Ví dụ em cho tiền cháu không, cháu cho mẹ cũng được không sao, em thấy cũng vui. Chứ đừng có ăn xài hay là phung phí là em ấy. Còn đứa con trai của em thì nó ở với mẹ của nó. Gái, mẹ ở Đài Loan. Ủa vậy hả? Mẹ nó qua Đài Loan luôn. Cứ bạn sao của em á? Dạ, dạ thì 5-2 năm về 1 lần. Nó còn giống như nó muốn gần gũi mình không? Biết em. Biết. Nhưng mà cha con gặp nhau cũng thân mật lắm. Cô ấy cũng gặp nhau thì em với cổ cũng vui vẻ, cũng ngồi tán dóc thì cũng giỡn hết bình thường. Như là mọi chuyện gì nó không như là không có gì xảy ra nữa đó. Em thấy gì cũng vui, tại vì mỗi người một cái hướng khác nhau thì như cổ hạnh phúc, em ở đây em được an lòng, em thấy vui. Em có thường hay tâm sự với con gái tất cả những câu chuyện của mình không? Em ít tâm sự lắm, em sợ nó buồn, đôi khi nó buồn rồi nó ảnh hưởng tới cái đầu óc á, nó không được tốt đẹp mấy. Ví dụ nó lại để suy nghĩ, em muốn cho nó hồn nhiên, cho nó sống dạng như là nó lớn lên, nó đầu óc nó trong sạch, nó không có suy nghĩ tới cái chuyện lo lắng gì hết á. Ví dụ em có buồn hay là em có khổ cái gì đó em cũng không tâm sự luôn. Ủa sao hai cha con? Hai cha con giống mình hai người bạn vậy đó. Em với con gái em á gặp nhau ấy hay là gì, nhất là như bạn bè đó. Hôm nay mà em có nghĩ là con mình nó còn quá trẻ mà nếu em cho lấy chồng như vậy quá sớm không Khánh Bình? Thì em cũng muốn cho tìm hiểu, tại vì ở sát bên, gia đình sát bên thì hai đứa tới lui đó thì cũng thân mật với nhau, ở sát bên nhà mấy trăm mét à. Nên giờ quyết định là cho con dạ, đến luôn đó. Dạ đúng rồi, tại vì hai người lớn cũng nói chuyện rồi, hai bên thì cũng dễ thương, nói chung em cũng tiếp xúc rồi, nói chung em muốn gửi gắm. Nếu mà bé Thư có một gia đình thứ hai với lại để cháu dựa dẫm, mà em cũng gửi gắm cho gia đình đó. Thật sự là Thúy Nga hơi bất ngờ khi là Khánh Bình tuổi còn quá trẻ mà sắp được có con rể rồi. Nếu mà con gái mình lấy chồng sớm như vậy á, Khánh Bình có áp lực gì không? Cũng áp lực chứ chị. Áp lực á, đôi khi em dặn cháu, em dặn lúc nào con vấp ngã là cái gì đó thì có cha sau lưng con, cái gì tâm sự với cha hay là cái gì đó, cha sẽ tìm mọi cách để cho hai đứa giữ cái hạnh phúc, chứ đừng có bồng bột. Em nói mí gì đó, nói dạ cha con nghe rồi. Em muốn nói cho cháu biết cái kinh nghiệm mình ngày xưa mình đã còn nhỏ quá, mình bồng bột á, thành ra cháu nó cũng nghe. Còn cái sự mà thay đổi tới thì mình không biết, cái đó là do cái hòa nhịp của hai đứa thôi. Em làm gì ai đâu cũng vì con thôi à, nó thì cục em có bao nhiêu thì em cho con bao nhiêu. Nếu mà ở hay là chăm sóc em thì em không mong rồi, tại vì em muốn cho hạnh phúc trọn vẹn của hai đứa là có nhà riêng rồi, là chưa cưới là có cái nhà riêng rồi. Dạ. Ồ, chưa cưới đã có nhà riêng luôn. Nhà riêng hai đứa. Rồi tính ra Khánh Bình giỏi lắm nha, lo hết cả cho mẹ, cho thì anh em trong nhà. Hai bên thôi, dạ. Cho cả hai con gái của mình. Chúc mừng Khánh Bình rất là nhiều. Lâu lắm không gặp Khánh Bình thì hôm nay nghe
tâm sự trải lòng của Khánh Bình. Sau những biến cố thì thấy là Khánh Bình rất là trưởng thành và chững chạc, và bây giờ nó vừa đầm mà nó vừa sâu lắng trong cái tâm hồn của mình. Chúc cho anh Khánh Bình chúng ta chuẩn bị làm ông ngoại rồi quý vị. Nhìn trẻ thôi chứ sắp tới làm ông ngoại. Ông ngoại còn trẻ nhưng mà sướng. Sau này là cháu chắc con đàn cháu đóng nhiều thôi. Em có lời nhắn nhủ gì? Thì em nhắn nhủ là con ơi, nói chung là đường trong gai rất là dài, trên đường con đi rất là dài. Ba có những kinh nghiệm đã truyền cho con là bấy lâu nay rồi thì con hãy nhớ. Đó. Nếu mà còn con nít hay còn nhũng nhẽo thì có gì nói với cha, cha sẽ chiều con. Còn đừng nhũng nhẽo bên chồng nha, chưa không hiểu. Không cho tao nhũng nhẽo, tao con gái tao phải nhũng nhẽo. Thôi em sợ, chưa hiểu nhau. Đó. Nhũng nhẽo nó mới đáng yêu. Nếu mà chị Xui có nghe được cái gì đấy thì em sẽ gửi gắm chị Xui, anh Xui. Con gái nhưng, của em. Nhưng mà anh Xui, chị Xui trẻ không? Lớn em chắc cũng vài tuổi. Ồ, cũng vậy, cũng còn trẻ ha. Yeah. Chắc người ta cũng thông cảm, tại biết anh yeah. anh Xui cũng đi nhiều quá em nên cũng, ta đem con về nuôi giùm. Mình Xui gia của em cũng nói chuyện cũng vậy. Em đầu tư và những cái tinh thần của em vô trong hai đứa hết rồi. Dạ, em gửi gắm. Coi như là em truyền nghề nấu phở cho thằng nhỏ luôn rồi, phải không? Chuyện cũng nói chuyện thôi, dạ. Có nghĩa là hai đứa nó giờ dọn ra riêng rồi mở quán phở rồi. Nhưng mà là okay. Hai cháu kinh doanh riêng. Yeah. Có cơ sở kinh doanh riêng luôn. Cầm đồ. Ủa có mở, ủa sao cha bán phở con đi cầm đồ kỳ vậy? Tại vì cha nó làm thêm, nó làm riêng của gia đình đó. Cái đó em không biết, cái đó của là của gia đình chồng á. Cảm ơn Khánh Bình, hôm nay chị có một món quà đúng gửi tặng em. Mặc dù là em qua nước Mỹ nhưng mà chị vẫn tặng em những cái gì đó nó đậm chất quê hương. Sầu riêng. Em có biết ăn sầu riêng không? Sầu riêng em biết ăn, nhưng mà cái sầu riêng của chị, riêng biệt của chị Thúy Nga thì em sẽ ăn thử, gặp trên mạng không mà gặp trên YouTube vậy luôn. Dạ. Phải ăn thử phải không? Dạ, ăn thử. Ăn thử cho biết nha, cái này bưởi dạ. Da xanh Bến Tre nè. Dạ. Rồi có yến sâm. Yến sâm. Yến Việt Nam. Dạ. Yến sâm uống cho khỏe để giọng hát hay ha. Rồi yến đông trùng hạ thảo. Rồi đây trời ơi, sao tự nhiên anh từ Việt Nam qua mà tôi tặng tôi tàm món đồ Việt Nam, tôi ngại quá, không biết người ta có vui không ta. Không, Việt Nam mà tại Mỹ vậy. Hay là đổi ý để đi ra mua đồ Mỹ tặng hay được không? Cái này nè, có này tinh dầu bưởi để kích mọc tóc nữa. Xịt lên, gội đầu sạch sẽ xịt lên, massage trong vòng 5-10 phút, tóc mọc xum xuê nha. Cái này là thật sự là khách hàng của chị đó, những cô khán giả có nhiều người bị ung thư luôn đó. Sau khi mà hóa trị xong rụng hết mà xài trong một tháng mà mọc lại quá trời luôn. Ở đây cũng có một cái lọc nhỏ muốn gửi cho em. Cảm ơn chị. Xì. Đó, mong cho em luôn luôn thành công, luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn được khán giả yêu thương, nhiều show, mua may bán đắt, cầu gì được đó. Và sắp tới làm anh Xui rồi thì sẽ có cháu chích để bồng. Trước đây em cũng cảm ơn chị Nga đã tạo điều kiện cho đến đây để giao lưu với tất cả các khán giả và coi như là những buổi trò chuyện này. Em cảm ơn chị và chúc sức khỏe chị và luôn mạnh khỏe và luôn xinh đẹp và luôn cái chương trình rất là đẹp, rất là ý nghĩa để phục vụ cho tất cả trong ngoài nước. Cảm ơn chị. Rồi một lần nữa cả nhà ơi, chúng ta nhớ đón xem chương trình Thúy Nga Nhà Có Khách trên hệ thống MCV Media Network và Thúy Nga Channel được phát sóng vào mỗi thứ bảy hàng tuần 8:30 tối tại Việt Nam, và song song đó cũng sẽ phát trên kênh Thúy Nga Channel. Cả nhà nhớ đón xem. Thúy Nga và Khánh Bình xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.